Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thay vì bài 214 thì Diễn đàn Độc lập xin đưa ra một tin vui. Một trong những kẻ nằm trong âm mưu hại Tổng thống Trump đã bị bắt. Và một số hình ảnh rất là đặc biệt để quý vị và các bạn có thể cảm nhận thời thế ra sao. Xin kính mời quý vị cùng các bạn tham gia. Trong mấy ngày qua, có nhiều báo đã đưa tin về vụ ông John Durham truy tố những kẻ phạm tội trong vụ Hillary Clinton bày mưu giả mạo hồ sơ nhằm cáo buộc ứng viên Donald Trump thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử 2016. Ở đây thì xin đưa ra tin từ Daily Mail và New York Post. Và rồi chúng ta sẽ thấy lời đồn ở trong nhà bằng cái chỏ ra ngõ bằng cái nia. Dân gian thường nói, trong đời sống thường ngày cũng có thể gây ra chết người. Huống chi là đối với một lãnh đạo của một quốc gia siêu cường, trong đó có an nguy của chính họ nữa. Đây là vết nhơ không phải bây giờ mà còn là nhiều thế hệ khó có rửa sạch được. Nhưng họ đến còn phải lo. Cứ thế mà lôi cả nước vào cuộc với giá trên dưới 50 triệu đô la, mấy năm bá tánh bất an và mặt mũi của Hoa Kỳ bị bôi bẩn trên khắp thế giới. Nghĩ đến mà thật là kinh khiếp, không khỏi rùng mình trước cái tham vọng quyền lực chính trị, không khác gì mấy triều đại vua chúa thối nát thời xưa. Và theo tờ Daily Mail, cố vấn đặc biệt John Durham đã buộc tội nhà phân tích người Nga đứng sau hồ sơ Steele nói dối với các nhân viên FBI bằng cách là tuyên bố rằng anh ta không nói chuyện với các viên chức quan hệ công chúng Hoa Kỳ có liên quan với đảng Dân Chủ. Igor Danchenko là một người Nga sống ở Mỹ, đã bị bắt hôm thứ Năm, phải đối mặt với 5 tội danh nói dối với các nhân viên FBI về công việc của anh ta trong hồ sơ Steele. Danchenko là nhà nghiên cứu chính cho hồ sơ của cựu điệp viên người Anh Christopher Steele. Hồ sơ đã cáo buộc âm mưu giữa Trump và Nga và không có gì để chứng minh, nhưng nó vẫn trở thành bằng chứng quan trọng được sử dụng trong cuộc điều tra có tên là Báo Hai Chiều, Hurricane Crossfire của FBI. Công tố viên đặc biệt John Durham đang điều tra nguồn gốc đã dùng trong cơn bão hai chiều này. Trước đây, Danchenko đã từ chối như là một đặc vụ cho chính phủ Nga. Thì bây giờ thì đã thừa nhận rằng cuốn băng về tiểu tiện đã dựa trên lời đồn và sự suy đoán. Theo tờ New York Post, cựu thống đốc tình báo quốc gia John Ratcliffe hôm Chủ nhật đã cho biết ông mong đợi nhiều cáo trạng từ cuộc điều tra cố vấn đặc biệt John Durham đối với hồ sơ Steele khét tiếng này, cho rằng tất cả những người có liên quan đến việc tạo ra hồ sơ đều gặp nguy hiểm. Ratcliffe đã đưa ra tuyên bố trên Sunday Morning Future của Fox News vài ngày sau khi Igor Danchenko, một người đóng góp quan trọng vào hồ sơ, đã bị bắt và cáo buộc rằng anh ta đã nói dối với FBI về các nguồn tin của anh ta. Một trong số họ hóa ra là một giám đốc quan hệ công chúng PR cùng quan hệ chặt chẽ với Bill và Hillary Clinton. Đó là luật sư Charles Dohan Jr. Ratcliffe nói với người dẫn chương trình Maria Bartiromo, khi tôi trở thành giám đốc tình báo quốc gia vào tháng 5 2020, tôi đã nói, hãy nghe này, tôi muốn xem xét tất cả các thông tin tình báo này về thông đồng được cho là của Nga và những gì tôi tìm thấy và như bạn đã tìm hiểu. Là tất nhiên, không có sự thông đồng của Nga giữa chiến dịch Trump và Nga. Nhưng những gì tôi đã thấy trong các tài liệu tình báo, một số trong đó tôi đã giải mật rằng có sự thông đồng liên quan đến chiến dịch tranh cử của bà Clinton và người Nga để tạo ra một hồ sơ. Hồ sơ được đề cập được tập hợp bởi cựu điệp viên người Anh Christopher Steele, người được trả tiền để điều tra mối quan hệ giữa Nga và Donald Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống vào 2016. Công ty tình báo đã hợp đồng với Steele Fusion GPS, sau đó đã được phát hiện là đã được Hillary Clinton tài trợ. Phần lớn các nghiên cứu và tuyên bố của Steele đã bị mất uy tín và bao gồm cả việc cho rằng các dịch vụ an ninh Nga sở hữu đoạn băng đã ghi lại cảnh Trump trong một phòng khách sạn ở Moscow với những cô gái mại dâm đang đi tiểu tiện trên giường, nơi mà Tổng thống Barack Obama và Michelle Obama đã từng ở trước đó. Danchenko, một công dân Nga sống ở Virginia, sau đó đã thừa nhận với FBI rằng cái gọi là băng ghi âm tiểu tiện chỉ dựa trên tin đồn và suy đoán. Người Nga này là người thứ ba phải đối mặt với cáo buộc hình sự từ cuộc điều tra do Durham dẫn đầu, người được Bộ Tư pháp của Tổng thống Trump đã chỉ định vào tháng 5 năm 2019 để điều tra những gì mà Tổng thống khi đó đã liên tục chê bai là một cuộc săn lùng phù thủy. Ratcliffe đã cho biết Igor Danchenko là người thứ ba bị truy tố hình sự liên quan đến hồ sơ Steele vì tội bán hàng giả cho FBI. Những điều quan trọng ở đây là ghi chép lưu ý của John Brennan, lúc đó là giám đốc CIA phản ánh, và các tài liệu khác mà tôi đã giải mật cho thấy rằng cộng đồng tình báo và FBI của chúng ta đã biết điều này trước thời hạn, rằng Hillary Clinton, chúng tôi đã có thông tin tình báo cụ thể rằng Hillary Clinton đã tạo ra một kế hoạch để phỉ báng Donald Trump, buộc tội sai rằng ông ta có quan hệ với Nga.
và cộng đồng tình báo và FBI biết điều này, và Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden cũng đã được thông báo tóm tắt. Ông nói thêm, mọi thứ liên quan đến hồ sơ Steele được biết là không có thật, nhưng nó được dùng để xác định nhằm tiếp tục với hành động bất công và gian tà. Và cuối cùng bây giờ, tất cả mọi người đều chấp nhận một cuộc điều tra hình sự ẩu tả để chống chiến dịch Trump. Vào tháng 10 năm ngoái, Radcliffe đã giải mật các tài liệu liên quan đến tuyên bố rằng Clinton đã ra lệnh một kế hoạch tung ra cuộc khuấy động một vụ bê bối bằng cách là liên kết Trump với Nga vào năm 2016. Điều này cũng cho thấy là Obama biết về vai trò có thể có của bà. Cựu giám đốc tình báo nói, nhiều tài liệu mà John Durham đang sử dụng là tài liệu mà tôi đã đưa ra cho ông ấy. Tôi đã giải mật các tài liệu mà chúng ta đã nói chuyện, nhưng tôi đã đưa cho John Durham hơn 1,000 tài liệu khác chưa được giải mật mà tôi biết, bao gồm cả thông tin tình báo cụ thể về hoạt động tội phạm này, sẽ là cơ sở cho các cáo trạng tiếp theo. Và một lần nữa, những gì đã xảy ra đối với hồ sơ Steele, một bồi thẩm đoàn lớn đang nói về bản chất là tội phạm, và tôi hy vọng rằng tất cả những người có liên quan đến việc tạo ra nó và bán rao hàng giả rồi sẽ lâm nguy. Và tôi biết rằng những gì John Durham đang xem xét, và như tôi đã nói, điều này đã được chuyển đến các cấp cao nhất của chính phủ và các cơ quan chính phủ có liên quan. Ông nói tiếp, tôi tiếp tục nghĩ rằng có nhiều cáo trạng dựa trên thông tin tình báo mà tôi đã cung cấp cho John Durham, và đó là những gì mà tôi đã thấy. Steele đã bảo vệ nghiên cứu của mình về ứng viên Donald Trump lúc đó, nói với người dẫn chương trình của ABC News, George Stephanopoulos, vào tháng trước rằng, tôi ủng hộ công việc của chúng tôi đã làm, các nguồn mà chúng tôi có và tính chuyên nghiệp mà chúng tôi áp dụng cho nó. Tuy nhiên, cựu điều viên MI6 này đã thừa nhận rằng không phải tất cả các tuyên bố trong hồ sơ đều đúng. Steele đã nói, tôi nghĩ rằng có những phần của hồ sơ được chỉnh sửa, có những phần của hồ sơ chưa được chỉnh sửa, và có một hoặc hai điều trong đó đã được chứng minh là sai sự thật. Vào đầu năm nay, luật sư FBI Kevin Glenn Smith đã bị kết án 1 năm quản chế và 400 giờ phục vụ cho cộng đồng sau khi thừa nhận làm giả một tài liệu được sử dụng làm lý do để gia hạn một máy nghe lén chống lại cựu cố vấn chiến dịch của Donald Trump, đó là Carter Page. Vào tháng 9, luật sư an ninh mạng Michael Sussman đã bị truy tố về tội khai báo gian dối với FBI. Các công tố viên cáo buộc rằng Sussman đã khai man rằng ông ta không có cố vấn cho chiến dịch tranh cử của Clinton, khi ông ta lo ngại vào tháng 9 năm 2016 về mối quan hệ có mục đích giữa Trump Organization và một ngân hàng Nga. FBI thì đã báo cáo rằng họ đã điều tra và tìm thấy không đủ bằng chứng cho một liên kết như vậy. Đây là một vài trong muôn ngàn hình ảnh chúng ta đã từng thấy quá nhiều, quá dư, nhưng nó liên quan đến bản tin cho nên xin giới thiệu lại. Người ta đã xúm nhau tấn công ông ứng viên Trump cho đến Tổng thống Trump, thông đồng với Nga. I do think that a Trump victory is a gift to Vladimir Putin, just like others there on the same page. Và một anh nhà báo làm cho Washington Post đã dày công nghiên cứu ra 18 lý do có lẽ là Tổng thống Trump đã làm việc cho Nga. Một Tổng thống của Hoa Kỳ mà làm nhân viên cho Nga. Và đây, quý vị hãy cùng xem. The degree to which he appears to model many of his policies and approaches to politics on Mr. Putin is unprecedented in American politics. Precisely your point. Right, exactly. I mean, this is how intelligence services ensnare foreigners, by funding them, by giving them opportunities. We know that Donald Trump Jr. and Eric Trump have bragged about how much money the Trump organization has gotten out of Russia. We know that... Và sau đây là một số hình ảnh rất là đặc biệt của Tổng thống Trump. Hôm trước thì diễn đàn có hỏi ý kiến của quý vị và các bạn có thấy điểm nào đặc biệt không? Bây giờ có nhiều hình hơn, hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ thấy tâm tư của Tổng thống Trump như thế nào và ông muốn gửi gắm điều gì cho người dân trong thời đại này. Trong bất kỳ cuộc nói chuyện nào với bất kỳ ai, Tổng thống Trump cũng chỉ có một thế ngồi. Quý vị và các bạn hãy để ý xem có gì đặc biệt không?
Video Vietnamese as a Second Language, VSL Vĩnh Tường. Ở trên Internet hay là trên phone, quý vị hãy đánh vào VSL Vĩnh Tường viết rồi thì sẽ thấy YouTube tiếng Việt của Vĩnh Tường. Mặc dù bây giờ trên video này có nhiều quảng cáo của YouTube, nhưng video chưa được vào làm thành viên của YouTube, cho nên Vĩnh Tường không có bất kỳ một quyền lợi nào. Và video có thể bị shut down bất kỳ lúc nào bởi vì thời gian chờ đợi quá lâu chưa được vào thành viên, tức là membership hay là partner của YouTube. Vì việc nghĩa với sự cổ võ của quý vị và các bạn, tôi sẽ tiếp tục soạn. Mong quý vị ghé vào và bấm subscribe. Số lượng tối thiểu yêu cầu là 1.000 để bắt đầu phát triển. Nhờ quý vị và các bạn, hôm nay đã được 282. Dù không học, quý vị cũng có thể cố gắng giúp một tay, bấm vào subscribe để video tiếp tục tồn tại cho những người muốn học. Xin đa tạ. Xem ra rất là chậm, thật là khó qua ngưỡng cửa để tồn tại. Nếu không tồn tại thì thật là điều đáng tiếc. Rất mong và rất mong chúng ta cùng gìn giữ tiếng Việt. Xin đa tạ. Và như thế là chuyện thông đồng với Nga hóa ra là thuộc về phía của bà Clinton. Người thứ ba có liên quan là Igor Denchenko đã bị tóm. Và trong bản cáo trạng có móc thêm một nhân vật khác mà theo các báo Daily Mail, The Epoch Times, New York Post, v.v. đã cho hay là bạn trí cốt của gia đình Clinton đã chiếm vị trí trung tâm trong bản cáo trạng mới nhất của Durham. Một đồng minh khó bắt của gia đình Clinton là nhân vật quan trọng trong bản cáo trạng Igor Denchenko hôm thứ Năm, nhà phân tích đóng góp thông tin quan trọng cho Steele Dossier khét tiếng hiện nay, như là tin vừa qua của cựu tình báo quốc gia Red Cliff, ông theo tài liệu tuyên bố. Sau khi tốt nghiệp Đại học Massachusetts tại Amherst, thì Dolan đã bén duyên với thế giới đầy khó khăn và xáo trộn của nền chính trị dân chủ của tiểu bang vùng vịnh trước khi chuyển đến Washington để làm việc trên điện Capitol Hill với tư cách là giám đốc lập pháp. Năm 1983, ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành sáng lập Hiệp hội các Thống đốc Dân chủ. Sau khi rời Hiệp hội Thống đốc Dân chủ, thì Dolan là thành viên của Ủy ban Thăm dò Tổng thống của Bill Clinton. Sau đó là chủ tịch bang Virginia cho chiến dịch Clinton và Gore trong cả hai năm 1992 và 1996. Cả hai lần, Tổng thống Clinton đã thắng cử nhưng đều đánh mất khối thịnh vượng chung. Sau khi đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, thì Tổng thống Clinton đã bổ nhiệm Dolan hai nhiệm kỳ, 4 năm làm phó chủ tịch Ủy ban Cố vấn về Ngoại giao Công chúng của Bộ Ngoại giao. Dolan đã trở lại chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ vào năm 2004, làm cố vấn truyền thông cao cấp cho cuộc chạy đua bất thành của John Kerry vào Tòa Bạch Ốc. 4 năm sau, ông đã cố vấn cho Hillary Clinton ở Iowa và New Hampshire trong chiến dịch tranh cử không thành công của bà cho sự đề cử của Đảng Dân chủ. Vào thời điểm đó thì Dolan vun đắp các mối quan hệ ở Nga. Năm 2006 thì Điện Kremlin đã ký một thỏa thuận với Ketchum, công ty PR nơi Dolan trở thành phó chủ tịch cao cấp về các vấn đề công cộng. Theo bản cáo trạng, là một phần của thỏa thuận, Ketchum sẽ xử lý các mối quan hệ công chúng toàn cầu cho chính phủ Nga, cũng như công ty năng lượng nhà nước Gazprom. Do đó, bản cáo trạng đã nêu rõ Dolan thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo cao cấp của Liên bang Nga mà sau này tên của họ sẽ xuất hiện ở trong hồ sơ. Chẳng hạn như phát ngôn viên của Putin là Dmitry Peskov và đại sứ Nga lúc bấy giờ ở tại Mỹ là Sergei Kislyak. Cũng theo bản cáo trạng, Dolan và Denchenko đã nói chuyện vào tháng 4 năm 2016, đã thảo luận về một hợp tác kinh doanh tiềm năng liên quan đến công ty PR mới của Dolan, K Global. Vào tháng 8 năm đó, thì Denchenko đã gửi email cho Dolan, nói rằng anh ấy đang làm việc trong một dự án chống Trump và yêu cầu bất kỳ suy nghĩ, tin đồn, cáo buộc liên quan đến Manafort, người gần đây đã từ chức chủ tịch chiến dịch của ứng viên Trump trong bối cảnh truyền thông điều tra quá khứ của ông ấy, làm việc cho Tổng thống Ukraine thân Nga là Viktor Yanukovych. Ngày hôm sau thì Dolan đã trả lời Denchenko, tuyên bố rằng tôi đã uống một ly với một người bạn cộng hòa của tôi, người đã vứt bỏ chất bẩn. Email của Dolan cho biết rằng một nhân viên chiến dịch tranh cử của Trump được xác định là cựu giám đốc chiến dịch Corey Lewandowski, người ghét Manafort và vẫn thường xuyên nói chuyện với ông Trump, đã đóng một vai trò nào đó. Ông ấy được cho là đang nhảy nhót mừng vui. Tôi nghĩ điểm mấu chốt là ngoài những tiết lộ về Ukraine, một số người muốn Manafort ra đi. Dolan đã nói thêm, đó là một đám đông một chiều rất sắc nét. Trong hồ sơ Steele được BuzzFeed News đã xuất bản đầy đủ vào tháng 1 năm 2017, email của Dolan gần như là có liên quan đến nguyên văn,
mặc dù nó được trích dẫn từ một nhân vật chính trị Mỹ có liên hệ với Donald Trump và chiến dịch tranh cử của ông ấy. Bản cáo trạng cho biết Dolan sau đó đã nói với FBI rằng anh ta bịa ra câu chuyện uống rượu với một người bạn Cộng Hòa và chỉ gửi cho Danchenko thông tin về Manafort mà anh ta thu thập được từ các bản tin. Dolan cũng có thể đóng một vai trò nào đó trong vụ cáo giác bẩn thỉu hèn hạ nhất trong hồ sơ, rằng là ông Trump đã thuê gái mại dâm đi tiểu trên giường của phòng tổng thống khách sạn Ritz-Carlton ở Moscow vì sự khinh ghét đối với tổng thống lúc bấy giờ là Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã ở đó, và rằng Điện Kremlin đã ghi tất cả vào băng. Theo cáo trạng, Dolan đã đến thăm Moscow, Ritz-Carlton vào tháng 6 năm 2016, trong khi giúp lên kế hoạch cho một hội nghị. Khi ở đó, thì anh ta đã gặp tổng giám đốc và nhân viên của khách sạn và được tham quan phòng tổng thống. Danchenko đã đến thăm Dolan tại khách sạn trước khi bay trở về London để gặp Christopher Steele, cựu điệp viên MI6, người đã gắn tên tuổi của mình và độ tin cậy trong hồ sơ. Phần hồ sơ Steele đề cập đến thứ gọi là cuốn băng tiểu tiện, được viết 3 ngày sau khi Danchenko trở về từ London và được trích dẫn nguồn tin là một nữ nhân viên và một nhân viên cao cấp phương Tây tại khách sạn. Dolan và một người không rõ danh tính khác tuyên bố rằng một nhân viên khách sạn đã tiết lộ với họ rằng ông Trump đã ở đó nhưng không đề cập đến bất kỳ hoạt động tình dục hoặc là tục tiểu nào. Danchenko trong khi đó nói với FBI rằng anh ta đã nghe về các hoạt động có mục đích của ông Trump, như cáo trạng đã nêu, từ tổng giám đốc và nhân viên của khách sạn, nhưng không thể xác nhận câu chuyện của họ, và mô tả với Steele đó là tin đồn và suy đoán. Bản cáo trạng đã đọc rằng, tóm lại, cho rằng Dolan có mặt tại các địa điểm và sự kiện mà Danchenko thu thập thông tin cho hồ sơ. Lời nói dối sau đó của Danchenko về mối liên hệ của Dolan với hồ sơ là rất quan trọng đối với cuộc điều tra của FBI về những vấn đề này. Bản cáo trạng còn nói rằng, nếu Danchenko không nói dối với FBI về sự liên quan của Dolan trong hồ sơ, thì các nhà điều tra sẽ có thể nướng Dolan trong thời gian anh ta ở khách sạn, những gì anh ta nghe hoặc là không nghe từ các nhân viên về ông Trump, và liệu anh ta có nói chuyện với Danchenko về các tuyên bố ấy hay không. Luật sư của Dolan là Ralph Drury Martin đã từ chối bình luận thêm về cuộc điều tra đang diễn ra hôm thứ Năm khi được Hiệp hội Báo chí liên hệ. Và như vậy đến đây, theo tin này, thì luật sư Charles H. Dolan, bạn chí cốt của gia đình Clinton, rất có thể sẽ là người thứ tư nối gót theo Danchenko, và tiếp theo sẽ đến cấp cao hơn. Nếu, phải nói là nếu, luật pháp của Hoa Kỳ thời nay còn hữu dụng, điều khoản ghi ra đi đôi với thi hành đối với những nhân vật cây cao bóng cả, để xem Hoa Kỳ có gan như là Nam Hàn, một nước bí tí hay không. Kính thưa quý vị và các bạn, với nỗi băn khoăn muốn giúp cho lớp trẻ ở hai dòng văn hóa trong những gia đình Việt Nam ở khắp các nước tự do, Vĩnh Tường đã đem kiến thức về tâm lý giáo dục, những kinh nghiệm giảng dạy trong ngành giáo dục cùng với kinh nghiệm làm cha mẹ, làm ông bà từ Việt Nam đến Hoa Kỳ và tham khảo rất là nhiều sách về giáo dục ở Hoa Kỳ để viết cuốn thứ nhất là Giáo dục con cái, cha mẹ làm một tiên chức. Theo thiện ý, cuốn này có thể làm quà cho các con em mới lập gia đình, hoặc là cho các cha mẹ trẻ, hoặc có thể tặng cho các cháu bé mới thôn nôi, hoặc có thể xem để ôn lại làm cha mẹ chúng ta đã có những thiếu sót gì, nhất là ở xứ sở có nhiều nền văn hóa khác nhau. Đến cuốn thứ hai, Dạy con không cần hình phạt, cuốn này đang viết. Cuốn thứ ba, Lập gia đình, đây là một cuốn góp nhặt ý kiến về hôn nhân đồng chủng, dị chủng, làm xuôi gia và giá trị gia đình trong xứ sở tự do với nhiều nền văn hóa phức tạp. Và cuốn thứ tư là Những cánh chim hải âu, The Flying Petrels, giúp cho những thế hệ yêu chuộng tự do mãi không quên nguồn cội của mình. Với khả năng khiêm tốn, có hạn, chỉ hy vọng sẽ giúp cho các gia đình trẻ ở các nước tự do đa chủng được bao nhiêu thì tùy ở nhu cầu của quý vị và các bạn. Nhưng có điều chắc chắn nhất là nơi đây một tấm lòng dân hiến. Quý vị và các bạn cần mua, hãy vào link vietnameseoutlook.blogspot.com có trên màn hình và bấm vào bookstore. Link này có ghi lại ở phần trình bày ở dưới video. Xin chúc quý vị, các bạn và các cháu được nhiều phúc báo. Và cuộc nói chuyện với Bình Dân kỳ thứ 214 về bản tin người thứ ba trong vụ thông đồng với Nga đã bị bắt. Đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại cũng trong chương mục nói chuyện với Bình Dân kỳ tới trên diễn đàn độc lập. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn những ngày vui khỏe và bình an. Rất mong quý vị và các bạn góp một tay bấm vào subscribe ô màu đỏ phía dưới nếu chưa từng làm. Khi nó trở thành màu xám thì kể như quý vị đã làm xong. Nếu lỡ bấm hai lần
nó trở lại màu đỏ thì bấm lại lần nữa. Quý vị thích tiếp tục được xem thì vui lòng hãy bấm like để giúp cho diễn đàn của quý vị và các bạn có sức thuyết phục YouTube nhằm tiếp tục phục vụ mỗi ngày một tốt hơn. Nhớ bấm vào nút chuông và chọn O để được thông báo có bài mới. Xin tạm biệt. Bye bye.